phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao. Anh ơi. Ơi, ai đấy? Anh ơi. Ơi, anh đây. Anh đây. Dạ, em chào anh ạ. Anh ơi, hôm nay em đến là để... Thôi, anh biết rồi, đánh thì cứ vào nhà đã. Em ngồi đi em. Dạ thưa anh ạ. Anh ơi, anh nhìn cao lên một tí ạ. Em nhìn thấp quá em khó nói chuyện ạ. Anh bị cái tật đấy. Dạ, em đến chuyển đồ ạ. Chuyển đồ dạ, à? Vâng ạ, có đồ công ty chuyển cho. Nhà anh có hai người, anh và một người nữa thì em chuyển cho ai? Dạ, em chuyển cho chị Phương. Thôi, không quan trọng nhá. Này, hình như nói chuyện đây hơi bí đúng không? Dạ, quán cà phê đi. Ở đây có quán cà phê lãng mạn. Dạ, anh ơi, em xin phép anh ạ. Tại vì em cũng phải có việc về luôn, nên là em đưa đồ em đi luôn ạ. Thế à? Biết là chị có nhà không ạ? Em bảo thế. Dạ. Cái việc là chị có nhà ấy không quan trọng nhá. Quan trọng là em đẹp quá. Ôi, em cảm ơn anh. Ôi, anh nói thật là chả biết ăn gì mà sao xinh thế. Này, mắt thì mắt bồ câu. Mồm thì mồm chim cút. Mồm đẹp ý bảo đẹp ấy. Này, sao là mắt đây còn con bay con đậu thế này. Anh nhìn cả lớp này. Con gì mà con đậu con bay thế mình? Có con gì đâu, có cái con. À, có cái chị gì đến gặp vợ đây. Ai? Đây có người gặp này. Ai cơ? Đây. Chị Phương ạ, em ở công ty chị Quỳnh ạ. Em đến để chuyển đồ cho chị đây ạ. À vâng ạ. Vâng. Mình, lấy em cốc nước. Thế thì ngồi đi, lấy vâng, nước vâng nhá. Dạ chào anh ạ. Khách đến nhà mà đứng như trời trồng ý. Chị ngồi đi. Xinh quá nhở, em nhìn chị Quỳnh đã xinh rồi mà chị còn xinh hơn. Công ty chắc nhiều người xinh lắm nhỉ. Cảm ơn chị ạ, chị quá khen ạ. Dạ. Em nói thật với chị nhá, anh nhà ấy đảm đang quá chị ạ. Đảm gì đâu em. Em ơi, em uống nước đi. Em xin anh ạ. Uống đi nhá. Uống nước đi. Này, thôi anh vào bếp anh nấu cơm nhá. Hai chị em cứ nói chuyện nhá. Vào nấu cơm đi. Rồi. Anh nấu cơm đi nhanh lên. Chị ơi, phải công nhận ý, anh nhà đảm đang quá ạ. Ôi dồi ôi, cô quá khen, nhiều tật xấu lắm. Dồi ôi, chỉ trong chăn ấy biết chăn cô giận thôi cô ạ. Thế à? Chồng mình nó xấu nào thì vẫn là chồng mình. Vâng. Uống nước đi. Vâng, em xin. Thôi chị ơi, em có việc em xin phép về luôn. Em xin phép chị ạ. Dạ. Thì tôi cảm ơn nhá. Vâng ạ, em về ạ. Ôi, đẹp quá. Cảm ơn xinh chị. Xinh quá cả. Ôi trời, anh làm em giật hết cả mình ạ. Đi đâu đấy? Dạ, em về anh ạ. Anh nấu cơm xong rồi. Dạ. Về ạ. Ở đây ăn cơm với vợ chồng anh. Ôi, anh ơi. Em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà ông xã em đến đón rồi. Em xin phép đi về luôn. Thế ạ. Thế anh bảo này, đến đây rồi thì anh tặng một bông hoa. Người đẹp là quý trọng lắm. Em ạ. Dạ. Nhá. Không sao. Không sao nhá. Dạ, em cảm ơn anh. Này, thôi đi, để anh đưa cô ấy ra nhá. Chứ chó thì mình to, nó cắn thì sao? Chó anh to lắm, đi ra đây đi. Em đưa đây cô ra. Đưa cô, đi chó anh to lắm. Trông kìa. Thấy gái đẹp lắm. Mặt tớn lên. À, mình đã có cách. Lần này á, bà cho biết tay luôn. Hương à, tìm mãi mới ra Facebook. Này, xinh thế mà sao lại để Hương voi. Không ai nhà đâu em ơi. Để. Em ơi, nói chuyện sau nhé, Hương nhé. Ui, đây, vợ anh đấy à. Ui, thơm thế. Bây giờ không nhận ra cả vợ nữa à? Không, giờ chẳng. Anh nhìn móng tay này. Ôi trời ơi, chết đẹp thế. Tóc này. Ôi trời, tóc. Môi này. Ôi trời ơi, con mèo điên của anh xinh thế. Còn đúng với hình mẫu lý tưởng của anh không? Đúng rồi. Trời ơi, vợ anh xinh thế. Nhưng mà em đói lắm. Đói à? Nhà còn bẩn nữa. Anh đi nấu cơm này, giặt quần áo đi. Cái việc đấy là của em mà. Không, từ bây giờ nó là việc của anh. Sao lại là việc của anh? Em làm đẹp như thế này rồi, bây giờ em đi bò gạo, nhặt rau, giặt quần áo á, cứ mà hỏng hết móng tay à, phí bao nhiêu tiền? Tiền? Mà tiền hoàn toàn là tiền của anh ấy chứ, không phải là tiền của em đâu. Bây giờ em làm đẹp như này nhá, cũng là một cách để giữ gìn tiền cho anh đấy. Ô này, sao lại là tiền của anh? Thế chẳng tiền của anh thì lại tiền của em mà. Là chồng thì phải cho vợ tiền đi làm đẹp chứ. Thôi được rồi, thế bao nhiêu? 7.000. 7.000? Đâu?
cái gì? 7.000 đô? Cô có biết là cái tiền tôi tiết kiệm để tôi hưởng tuổi già không? 7.000 đô của tôi. Đấy mới là 7.000 làm đẹp thôi. Chứ mỗi tháng á, em còn phải mất thêm 7.000 nữa cơ. Cái gì? 7.000 nữa? Cô giết tôi đi. Nhưng mà để làm gì? Để duy trì hình mẫu lý tưởng. Anh còn son em vẫn còn ngon nhỉ. Cảm ơn bác ạ. À không dám. Bố. Bác ơi, cháu có chút quà gửi để bác thắp hương ạ. Thắp hương á? Thắp hương ai? Tôi là Út. Thắp hương các cụ tổ nhà tôi thì phải mang sang bác trưởng, bên đấy có từ đường. Còn ở đây mạn phép anh tôi còn trẻ, còn khỏe. Bác ơi, đây là tấm lòng của cháu, bác nhận cho cháu vui ạ. À đấy là lòng hả? Vào lấy bố phích nước đi. Cậu ngồi đi. Cháu cảm ơn bác ạ. Ơ này. Dạ. Tôi ngồi đây, tôi là chủ nhà. Hả? Người ta là hai bên tả hữu văn võ song toàn. Cậu ngồi bên hữu đây, cậu ngồi cái ghế của tướng võ đó. Cậu đến đây cậu định đánh nhau với tôi đấy à? Sao cậu ngồi đấy? Không ạ, cái này cháu sang bên kia. Ừ. Ghế đấy của quan văn. Ý cậu là cậu học cao hiểu rộng, cậu đến đây cậu dạy đời đúng không? Không ạ, cháu không có ý đó đâu ạ. Tìm chỗ ngồi đấy. Kìa. Tôi là chủ nhà, tôi là to nhất ở cái nhà này. Dạ. Cậu ngang hàng với tôi. Đây, cháu lui về phía sau rồi ạ. Cậu đã nhìn được chưa? Dạ, cháu nhìn được rồi. Mắt cậu nhìn thấy là được rồi. Dạ. Thế thì tôi ngồi đây, cậu ngồi tiếp chuyện tôi. Mà cậu lại ngồi vậy, thế mỗi lần trả lời cậu là tôi cứ phải ngó lại thế này đúng không? Không ạ, thế để chứ bây giờ chẳng may bây giờ cơn gió độc nó bay qua đầu tôi nó cứ như thế này bác ơi, thì tôi có điên cỗ được không? Bác ơi đừng để gió thổi, cháu đứng được ạ. Khách vào nhà tôi mà lại đứng, thế hóa ra tôi là thằng mất lịch sự không biết mời khách ngồi à? Thế bây giờ cháu phải ngồi đâu ạ? Đầu tiên cậu vào ngồi đâu? À, cháu ngồi đây ạ. Tạm đây đi. Chén nước vối. Dạ. Cháu cảm ơn bác ạ. Này, cậu làm gì đấy? Uống nước à? Dạ. Cảm ơn có một chén nước. Thế cậu uống thì tôi nhịn à? Cháu xin lỗi bác ạ. Hưng học cái gì nhỉ? Dạ, thưa bác, cháu học luật ạ. Học luật à? Vâng, cháu là luật sư ạ. Sau này là luật sư đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, học luật tốt lắm ấy. Dạ. Cái ngành ấy tốt lắm. Ở làng này, có mấy cậu học luật. Thế rồi ra trường, chưa có việc làm. Cậu nhìn dưới kia chưa? Cái chuồng chó mới xây đấy. Dạ. Hai cậu học luật về xây cho tôi chuồng chó đấy. Đấy. Có 6 ngày là xong cái chuồng chó. Dạ, thưa bác, cũng do hoàn cảnh của mỗi người. À. Cháu tin với khả năng của cháu. Thì sau khi cháu ra trường, cháu sẽ có công ăn việc làm ổn định ạ. Và nuôi sống được gia đình ạ. Tốt quá. Cuộc sống là phải có niềm tin. Dạ. Nhớ cuộc sống mà mất niềm tin thì không còn là cuộc sống nữa. Dạ, cảm ơn bác ạ. Nhưng mà niềm tin thì các cụ bảo là mưu sự tại nhân mà thành sự là tại thiên. Dạ. Nhờ? Sống suốt đời với một cái niềm tin không, nó cũng thành trở thành cuộc sống hão. Hưng nhỉ? Dạ vâng ạ. Hưng. Hưng có gia đình chưa cháu? Yên chưa giới thiệu cháu hay là nói gì về cháu với bác ạ? Yên á? Dạ vâng ạ. Yên thì nó cũng nói nhiều. Yên nó chưa nói gì với cậu à? Nói gì ạ? Ok. Thì nó nói với tôi là nó có cái cậu Long mà đi Hàn Quốc đâu ở lại một vài đợt, đến năm nay là năm thứ 8 rồi. Nhưng mà đợt này không phải là chết. Là chính phủ mình với chính phủ Hàn Quốc là ký với nhau một cái hiệp định, hiệp ước gì đấy. Dạ vâng ạ. Mà nếu mà không về là người ta chóc về tận địa phương, người ta phạt đâu những 150 triệu cơ. Mà nhà nói thế chứ gửi tiền về, tiền vào nhà khó như là gió vào nhà trống ấy mà.
đáng gì đâu. Thế chuyện đó thì liên quan gì đến Yên ạ? À? Thế bảo tuần sau nó về. Dạ, chúng nó tổ chức cưới hỏi gì đấy, nó chưa mời cậu à? Sao lại tổ chức cưới hỏi ạ? Bác ơi, cháu và Yên yêu nhau lâu rồi ạ. Và cháu tin vào tình yêu của chúng cháu. Cháu tin Yên không bao giờ lừa dối cháu đâu ạ. À, lại niềm tin. Vâng ạ. Ừ, sống ạ, phải có niềm tin. Ừ, tốt. Ngạ nhỉ. Yên ơi. Dạ. Mang phích nước đây cho ba đi. Đây ba ơi. Ừ, rót đây. Thế vậy cậu cứ ở đây mà tin nhá. Dạ vâng ạ. Tiếp khách nhá. Yên, bố vừa bảo em chuẩn bị cưới thằng Hàn Quốc nào đúng không? Không có. Anh không ngờ em là con người như vậy đấy. Anh không phải. Anh. Cái gì đấy? Hả? Cái gì? Đứa nào làm vỡ thế này hả? Dạ thưa bác, cháu ạ. Cậu làm vỡ? Cháu vô tình thôi ạ. Cậu có biết cái này của tôi bao nhiêu tiền không? Dạ, bác ơi, cháu sẽ mua lại cho bác một cái khác ạ. Cậu mua? Dạ. 1,5 tỷ của tôi đấy. Nhà cậu bán đi được bao nhiêu? Dạ. Trời ơi, 3 giờ chiều nay khách đến lấy rồi. Cháu tiền đặt cọc 800 triệu tôi cầm rồi. Cậu làm ăn thế này à? Hả? Dạ, cháu xin lỗi bác. Cháu sẽ mua đèn cho bác sau ạ. Hưng. Dạ. Đưa tay đây. À, tay cháu không sao đâu ạ. Đưa tay đây. Đây ạ. Con là một chàng trai tốt. Tin vào ngành mình học. Tin vào sức lực sau này học mình sẽ ra mình phục vụ nhân dân như thế nào. Vâng ạ. Được. Niềm tin và tình yêu hai đứa. Và điều đặc biệt, con đã biết che chở, nhận lỗi thay cho con gái bác. Từ nãy bác đã nhìn thấy hết rồi. Cảm ơn con. Dạ. Sau hành động này, Bác quyết định hai đứa cưới. Ai rời đây rồi. Xin chào. Làm gì mà lâu thế? Thì xong việc thì mới chạy qua với cả anh em ngay. Có việc để anh em chờ lâu thì tôi vẫn là người sớm nhất à? Mọi người đâu hết rồi? À, lớp mình đâu? Lớp nào? Gọi tôi ra đây họp lớp thì lại hỏi là lớp nào? Họp lớp mình là thứ bảy. Ông lừa tôi không đấy? Sao lại lừa ông? Bia đi đã. Đừng nghe tôi nói chuyện này. Ông lằng nhằng lắm. Ơi, chúc sức khỏe nha. Mà tôi nói thật với ông ấy, lớp mình có họp ấy, thứ bảy này á, chả có ma nào đi đâu. Sao lại không có ma nào đi? Tôi lạ thì lớp mình nữa. May ra chỉ có tôi với ông. Tôi với ông hôm nay tiện thể cũng phải họp chủ bị luôn, cho nó cái địa điểm, cái thời gian, làm sao cho nó chính xác mà cái buổi họp nó đấy phải... Ông nói đúng với tôi. Đó, thế à. Là mà tôi... tự nhiên ông nhắc lại đến cái thời đi học, tôi lại bồi hồi sao xuyến. Sao? Có cái gì mà sao xuyến? Thì... Kỷ niệm cái à? Hồi mà tôi mới cả Liên ý. Tình sao? Thế thì bé, khôn tôi thế. Tôi nói thật với ông nhá. Uống đi ạ. À, uống đi. Liên ý, mới là đúng là mối tình mà con tim tôi lựa chọn. Mình là người có gia đình rồi nhá. Vợ con đàng hoàng, chúng nó cũng lớn cả rồi, trưởng thành rồi. Ông như thế này thì các con vợ nó cười vào mặt cho. Ôi dồi ôi, tự nhiên nhắc đến vợ thì tôi thật ngán này. Sao thế? Ôi dồi ôi, thế là thế này. Ông Việt ơi! Tôi mệt mỏi lắm rồi đấy! Tôi không thể chịu được nữa đâu! Sức con người nó có hạn thôi! Ai lại sáng tôi đi làm, tôi bảo là để cất cái này đi! Hai cái quả đu đủ cái thì để vào trong bếp đi! Mà sao bây giờ về vẫn bừa bãi như thế? Tôi nhìn tôi mệt mỏi lắm, tôi không chịu được nữa đâu! Tôi nếu thật nhất tôi mà có quyền tôi xông vào tôi bóp cổ ông từ lâu rồi đấy! Hả? Ông làm gì từ sáng? Hả? Mà nhà cửa ông không dọn đi bừa bãi như thế này! Này! Bà quần tới bắc loa! Tôi truyền loa cho hàng xóm người ta nghe được không? Đi cả ngày thì không sao! Về đến nhà một cái là
chu chéo béo giật về đấy. Đến nhà như này ý, tôi là tôi cũng không muốn về đâu. Tôi nói cho mày biết, tôi cũng không muốn về cái nhà này đâu. Mà tôi nhìn vào bà ngày xưa sao thủy mị nết la đẹp như thế. Tôi là chính vì tôi lấy ông nên bây giờ tôi mới như thế này đấy. Chứ tôi mà lấy người khác thì bây giờ tôi còn thủy mị nết la gấp 10 lần cơ. Này, bà nhìn tôi ngày xưa đi. Ngày xưa này, tôi cao 1m75, nặng 70 cân. Bắt đầu thì lại quất ngược lên. Bây giờ nhìn có một nhúm thế này. Thôi, đừng tha cái bài ca muôn thuở đấy. Tôi bây giờ là ân hận, chứ ngày xưa biết thế tôi lấy mối tình đầu của tôi. Ôi trời ơi, mối tình đầu là em Liên chứ gì. Đúng là con Liên của Liên Hợp Quốc. Đúng đấy, cô Liên bây giờ không như cô đâu. Cô ấy thủy mị nết na đoan trang. Trời ơi, đi gặp Liên, đi chứ gặp ai luôn trông đi. Như cái con sư tử Á Đông kia. Đi gặp Liên không hả? Con đi. Thấy ra. Đi ra. Thách à, thách cho mày à. Này, đi luôn nha. Đừng có mà lôi về. Được, nhớ đấy. Này, tôi đi luôn nhá. Đừng có mà mong tôi quay lại nhá. Đi luôn đi, đừng bao giờ về nữa cho khuất mắt. Này, dép đây, đi vào. Đừng có mà góc mặt về nữa. Không về. À. Đấy, ông đã hiểu chưa? Ông cũng vất vả thật đấy. Đấy thì cũng khổ đấy, chứ không sung sướng gì đâu. Thế phải gọi là quá khổ ấy chứ. Tôi cứ nghĩ là vợ chồng ông hạnh phúc lắm đấy. Nhưng mà vợ như thế thì cũng ghê gớm thật. Đấy, ông xem nếu như ngày đó tôi mới Liên mà đến được với nhau ấy, thì không còn cái ngày như này xảy ra. Chưa muộn không? Chưa muộn đâu là như nào? Để tôi gọi cho. Đỡ phỉ. Tôi tưởng mà tiện thể đi họp chú Mỹ luôn. 3-4 người ai xem, anh có bạn nào quanh đây thì gọi hết ra đây đi, chứ hai anh em mình ăn cái nồi lẩu nó cũng phí. Alo. Tôi đấy, tôi Hào đấy. Liên à, có nhà không? Chuẩn bị là sắp tới thứ bảy này là lớp mình họp lớp. Tôi cũng muốn là mình họp chuẩn bị trước. Bạn cứ xuống đi nhá. Rồi có một món quà rất là đặc biệt để tặng dành riêng cho bạn. Cứ xuống đi thử biết nhá, xuống luôn nhá. Chào bạn, hẹn các bạn. Xuống luôn rồi. Ông gọi thật đấy à? Tôi đùa với bạn làm gì nhá, tôi gọi xuống đây để cho ông thỏa cái lòng ao ước bấy lâu nay nhá. Nhưng mà tôi nói luôn là cái gì cái nhá, mình cũng chỉ là bạn bè thôi, rồi ôn lại những kỷ niệm xưa, những kỷ niệm nó tốt đẹp thôi. Chứ đừng có cái gì nó đi quá như thế, nó mất hay ra. Thôi được rồi, vẫn là dù sao ấy, ông cũng là một người bạn tốt nhất của tôi. Cảm ơn ông. Ông hiểu tôi quá. Có ra ông gọi tôi ra đây rồi cũng để gọi Lý. Ủa sao lâu thế? Cứ từ từ bình tĩnh. Ủa nghĩa là? Tình xưa nghĩa cũ sốt rình xịch đâu có đó nhá. Ông thông cảm, lâu không gặp gì nó hồi hộp lo lắng. Hào. Bạn đây rồi. Ôi trời ơi, Việt. Ai đấy? Ấy, người quen mà. Này, quà tới đâu? Quà đâu ấy gì? Tôi tặng bạn món quà to đùng luôn. Đâu đưa ngay đây nào, sốt ruột lắm. Đây, quà đây. Việt bỏ. Chứ còn ai nữa. Việt bỏ. Cứ hai bạn cứ đây họp chuẩn bị đi nhá. Tôi có việc tôi phải đi trước. Khi nào có... Bà lao Từ từ tìm hiểu đi, biết. Đúng không? Bà Càng. Úi giời ạ. Bà là ai nhỉ? Tình cũ Liên đây mà. Liên đây ạ? Liên đây. Trời ơi. Mình bỏ ra. Mình tha lỗi cho anh nhá. Lỗi lầm cái gì mà tha? Thì anh biết mình có quát mắng anh cũng chỉ là để tốt cho anh mà thôi. Nhớ. Nhớ cái gì? Chả ai nhớ mà quên. Chả ai quên mà nhớ. Anh tưởng cái em Liên được cơ mà. Sao đi bảo đi không về cơ mà. Xong đi luôn với em Liên đi. Em Liên là số 1 mà. Em Liên là mối tình đầu mà. Em Liên là mối tình trong sáng mà. Xong đi theo em Liên đi. Làm gì có Liên nào. Đến đêm ngủ mơ còn em Liên cơ mà. Thì anh nói thật là anh có tìm khắp thế gian này cũng không có ai tốt bằng vợ anh cả. Điều. Anh nói thật. Hay là thế này, vợ có thích ăn gì anh sẽ đích thân vào bếp nấu cho vợ ăn. Người ta nấu xong rồi.
tưởng không về á, chết một con này. Úi giời ơi. Thế là tha lỗi cho anh nhá. Yêu vợ nhất trên đời. Đấy. Này, chết mẹ ông. Thế chứ mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.